Đại diện của công ty dịch vụ truyền hình Netflix mới đây vừa cho biết là hãng này sẽ mở rộng ra thêm 4 thị trường ở châu Á, bao gồm Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan. Vào đầu năm tới, Netflix sẽ chính thức có mặt tại Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan. Giám đốc điều hành của hãng, ông Reed Hastings cho biết, độ phủ sóng rộng của các thiết bị hiện đại kết hợp cùng với Internet tốc độ cao sẽ cho phép người dùng truy cập vào chương trình yêu thích của họ trên Netflix vào bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Cũng trong năm tới, Netflix sẽ ra mắt tại Úc và New Zealand vào tháng 3, sau đó làm điều tương tự ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý vào cuối năm. Nỗ lực mở rộng quốc tế đã mang lại cho Netflix 3,28 triệu thuê bao mới trong quý 2 năm nay, dễ dàng đánh bại con số dự đoán là 2,5 triệu đưa ra trước đó. Netflix thì dịch vụ truyền hình trực tuyến nổi tiếng của Mỹ chuyên cung cấp phim ảnh, chương trình truyền hình với 65 triệu thuê bao trên toàn cầu. Netflix hiện đã có mặt ở 50 quốc gia.